60 năm trước, vào ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964, con ngáo ộp của Hải quân Mỹ mang tên Maddox tiến vào vùng biển Việt Nam với bề dày thành tích và kinh nghiệm có thể khiến cho bất cứ đối thủ nào cũng phải kiêng dè. Khả năng độc lập tác chiến cao, từng hoạt động ở Đại Tây Dương với trọng tải tối đa gần 3.500 tấn, tốc độ 33 đến 35 hải lý một giờ, quân số 274 người. Ngoài ra, còn là hệ thống vũ khí tối tân với 3 bệ pháo 127 ly 2 nòng, 2 bệ phóng bom, 2 dàn phóng ngư lôi chống ngầm MK-32. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, tàu phóng lôi của Hải quân Việt Nam chỉ có 2 quả ngư lôi, pháo 14,5 ly với trọng tải chưa đầy 40 tấn và thủy thủ đoàn có vỏn vẹn hơn 10 người. Một thế trận hoàn toàn không cân sức, nếu không muốn nói là lấy trứng chọi đá của Hải quân ta. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, lực lượng Hải quân non trẻ của Việt Nam với chỉ với số tàu ít ỏi, nhỏ bé đó đã tạo nên một chiến thắng vang dội trước sức mạnh hải quân của siêu cường Mỹ. Vậy cách mà chúng ta đã làm là gì? Hãy cùng đi tìm hiểu ngay bây giờ. Đêm 31 tháng 7, rạng sáng mùng 1 tháng 8 năm 1964, tàu khu trục Maddox số hiệu 731 thuộc biên đội 77, hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ vào sâu trong vùng biển Quảng Bình. Bộ Tham mưu Hải quân lập tức báo cáo Bộ Tổng Tư lệnh để xin chỉ thị. Maddox càng dịch dần về phía vịnh Bắc Bộ, càng nghênh ngang. Khi đi qua các khu vực đèo ngang, Hòn Mát, Hòn Mê, Lạch Trường, khu trục hạm này mở hết công suất radar để dò thám lực lượng của ta. Quyết trừng trị hành động xâm phạm của tàu khu trục Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân được lệnh dùng lực lượng tàu phóng lôi của đoàn 135 để tiến đánh Maddox nếu chiếc tàu này tiếp tục xâm phạm vùng biển của ta. Từ khu tuần phòng Thanh Hóa, hai tàu tuần tiễu 142 và 146 cũng nhận lệnh chi viện cho các tàu phóng lôi. Phân đội gồm 3 tàu phóng lôi 333, 336 và 339 do phân đội trưởng Nguyễn Xuân Bột chỉ huy rời căn cứ từ đêm 31 tháng 7 để tiếp cận Maddox. Đến trưa ngày 2 tháng 8 năm 1964 thì đến vùng biển Hòn Mê. Khoảng 13 giờ 30 phút hôm đó, Maddox vào phía nam Hòn Mê 10 hải lý, xâm phạm vùng biển Thanh Hóa. Đoàn trưởng Lê Duy Khoái liền ra lệnh cho chúng tôi xuất kích. Khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 8, ta phát hiện tàu địch. Đoàn trưởng Lê Duy Khoái chỉ thị cho 3 tàu tiếp cận Maddox theo phương án đã định. Tàu chúng tôi quá nhỏ so với Maddox, trang bị vũ khí cũng không thể so sánh, nhưng quyết tâm rất cao. Không phải chúng tôi không biết sức mạnh ấy của tàu khu trục Maddox, nhưng tinh thần và ý chí đánh địch lúc ấy cứ ngùn ngụt, không ai thấy sợ hãi gì. Phân đội do tôi chỉ huy cứ nhằm tàu địch mà áp sát theo các hướng. Ban đầu, Maddox tỏ ra coi thường, nhưng việc 3 chiếc tàu nhỏ bé dám tiếp cận ở cự ly rất gần, chỉ khoảng 2 km để phóng lôi và dùng các loại súng bắn thẳng lên boong, phần nào đã khiến chỉ huy khu trục hạm này hoảng hốt. Maddox bị bắn phá hư hại nhiều thiết bị. 4 chiếc máy bay Mỹ liền lao tới để giải nguy cho Maddox và muốn nhấn chìm 3 chiếc tàu của ta xuống biển. Máy bay Mỹ khi ấy bay rất thấp, vì thế chiến sĩ của ta vọt cả lên boong, dùng trung liên bắn tới tấp. Các chiến sĩ trên tàu của tôi hạ được một máy bay Mỹ và làm một chiếc bị thương. Khu trục Maddox cũng phải quay đầu về Philippines để sửa chữa. 3 ngày sau khi Maddox bị đánh đuổi khỏi vùng biển Việt Nam, Hải quân Mỹ đã dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ để chính quyền nước này có cái cớ thuyết phục Quốc hội ra nghị quyết cho phép tiến hành tấn công miền Bắc Việt Nam. Lấy lý do Hải quân Việt Nam cố ý tấn công tàu chiến của Mỹ ở vùng biển quốc tế, ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ triển khai biên đội tàu sân bay USS Ticonderoga, USS Constellation cùng với 4 tàu khu trục. Nhận lệnh của Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson, Hải quân và Không quân Mỹ đồng loạt tấn công miền Bắc Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu là các căn cứ hải quân nằm ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ninh. USS Constellation thuộc lớp Kitty Hawk có độ choán nước toàn tải hơn 80.000 tấn, được xem là một trong những loại tàu sân bay hiện đại nhất nhì thế giới lúc đó. Lớp tàu này vẫn được Hải quân Mỹ sử dụng đến tận đầu thế kỷ 21. Trên hai tàu sân bay có 40 máy bay cánh quạt và phản lực hiện đại, cả tiêm kích và cường kích như AD-6, A-3D-2, F-8U, F-4H. Ngay cả thời điểm để bắt đầu cuộc tiến công cũng đã được phía Mỹ tính toán rất kỹ lưỡng. Họ chọn đúng bữa trưa, giờ nghỉ của nhân dân và lực lượng vũ trang ta để tấn công vào hầu hết các căn cứ của Hải quân ta ven biển miền Bắc.
chính thức bắt đầu kế hoạch mũi tên xuyên của mình. Mỹ đã huy động tối đa máy bay của hạm đội 7 ở Biển Đông với hy vọng là tiêu diệt lực lượng hải quân ta trong một ngày. Tuy nhiên, ở cửa lục Quảng Ninh, Mỹ đã thất bại nặng nề với tham vọng đó. Những cuộc chiến đấu ở cửa Hội và sông Danh nhanh chóng được thông báo cho các đơn vị trong toàn quân chủng hải quân. 14 giờ 25 phút ngày 5 tháng 8 năm 1964, Sở Chỉ huy khu tuần phòng 1 ở bãi cháy Quảng Ninh nhận được thông báo của Bộ Tư lệnh để chuẩn bị sẵn sàng. Hôm ấy trời nóng khủng khiếp nên tôi cho phép anh em mặc quần đùi, áo may ô, đội mũ sắt để thoải mái chiến đấu và có thể vào vị trí tác chiến bất cứ lúc nào. Tàu săn ngầm 225 cơ động ra vịnh Hạ Long sau cùng vì hôm đó chúng tôi trực ban chỉ huy. Máy bay địch tiếp tục quay lại bổ nhào lần thứ hai. Tàu 225 đi qua bến phà Hòn Gai để ra cửa lục sẵn sàng nghênh chiến máy bay địch. Cả quân chủng hải quân khi ấy chỉ có 4 tàu săn ngầm được Liên Xô trang bị. Tàu có trọng tải 40 tấn với vũ khí chống tàu ngầm hiện đại, 10 quả bom 62 cân, nhưng chỉ có pháo để tự vệ, chứ không đủ khả năng để chiến đấu với máy bay. Mặc dù vậy thì chỉ với pháo 25 ly, nhưng tàu 225 của thuyền trưởng Lê Văn Trừng đã làm nên một chiến công lịch sử. Đó là bắn tan xác một máy bay Mỹ, làm một chiếc hư hại rơi xuống biển và bắt sống Al Robert, phi công đầu tiên bị bắt trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. Tuần Tiễu 134 do thuyền trưởng Huỳnh Hướng chỉ huy cũng quần nhau với máy bay Mỹ rất dũng cảm. Trong khi chiến đấu, binh nhất Đinh Trọng Mua bị hai mảnh đạn văng vào trán, máu chảy lênh láng xuống mặt, nhưng anh vừa lấy tay vuốt vừa ngắm bắn máy bay. Còn khẩu đội trưởng Lê Sĩ Hằng, người con của đất mỏ Hòn Gai, bị thương một bên chân nhưng nén đau, cắn răng buộc chân gãy lên thành pháo để đứng vững ở vị trí chỉ huy khẩu đội. Trong trận đánh ấy, ngoan cường hơn cả có lẽ là binh nhất Đồng Quốc Bình. Người con của đất cảng Hải Phòng trước khi bắt đầu trận đánh còn lấy xuồng bơi theo tàu để xin được tham gia chiến đấu. Hai lần dính đạn, nhưng anh Bình vẫn bình tĩnh tiếp pháo cho đồng đội. Đến lần trúng đạn thứ ba, vết thương bên sườn làm một đoạn ruột bục ra ngoài. Anh dùng một tay nhét vào, tay còn lại vẫn chuyển tiếp những băng đạn cho các pháo thủ bắn địch. Gương chiến đấu hy sinh của người binh nhất quả cảm khi ấy đã trở thành sự cổ vũ động viên lớn tới mức thành phố Hải Phòng quê hương anh cũng là nơi trú đóng của quân chủng Hải quân đã tổ chức đợt học tập noi gương anh dũng của liệt sĩ Đồng Quốc Bình. Thậm chí ở thành phố Hải Phòng còn lấy tên của liệt sĩ Đồng Quốc Bình để đặt cho một con đường và một phường của địa phương. Trong trận đầu thử sức với quân và dân miền Bắc, máy bay và tàu chiến hiện đại của Mỹ đã thất bại. 8 máy bay bị bắn rơi và nhiều chiếc hư hại. Một trung úy phi công bị bắt sống, nhiều phi công tử trận. Mục tiêu chiến dịch đề ra là gây sức ép, đe dọa, làm lung lạc tinh thần nhân dân và quân đội ta đã không đạt được. Trong lòng nước Mỹ ngày càng lan rộng làn sóng phản đối, lên án hành động tấn công một quốc gia có chủ quyền. Chiến thắng ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là ngày đánh thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ kéo dài đến tận năm 1973. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Tự Cổ Chí Kim. Hãy ủng hộ ekip sản xuất của chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!